Đấy, bây giờ là tình hình là làng An Bình. Thì từ đây vào đâu là cả một cái làng người ta bị cô lập, nhưng mà bây giờ đến đây thì còn sạt lở mấy điểm nữa là không thể vào nữa, nên là đành phải hạ ở đây. Đây thì mấy hôm vừa rồi nó chỗ ngập, chỗ thì đa số là hết đường, nên là chắc là một làng ngoài là hồ, tức là người ta bị cô lập ngoài đấy. Nhưng mà đây là đoàn của anh Quang. Đấy, các anh trong đoàn mình tên này, là Giang, anh tên là gì? Giang, mình tên là Giang, phụ trách anh em đội xe cái đi. Này tất cả Giang lại thiếu lương thực lại được bữa. Đúng anh. Qua tốc đài và anh em kia lội lên cùng với tất cả các mạnh thường quân. Quay nhớ đến nhá, quay nhớ đến nhá. Lên đầu trên kia, một người đầu trên kia ấy đi, sát đi. Em ơi, em lên trên kia em chắc là phải bất quả đi. Bọn em là bảo là đợi mãi bọn thế nào, anh muốn đi qua thế nào đi, Lục Yên đi qua tuyến này. Đi đây xong là mấy xe tải này là không vào được, xong là đi sang huyện Trấn Yên. Không vào đây là nó sạt hết. Sạt hết rồi, đằng đấy chỉ còn... Thay mặt bà thay mặt bà con Yên Bái được các đội hỗ trợ và đoàn của anh Quang hỗ trợ đây. Cảm ơn tất cả mọi người trong đoàn, cảm ơn tất cả em công ô tô, anh Quang tốc tài và tất cả các anh chị lên địa phương Yên Bái em hỗ trợ. Chị đã lên núi bây giờ chưa? Chưa. Đây đúng sắp lên núi rồi đấy. Đây ngày xưa nhá. Ngày xưa là nhà em là sinh ra là lên đến lúc 15 tuổi là ở trên lưng chừng của đồi như kìa. Xe máy là lúc nào phải đi số 2 lên được. Cảm ơn tất cả mọi người nhá. Chưa đến máu đâu. Gan đấy, tí cùng chơi mà làm ngay. Chưa đến máu đâu. Gan đấy, tí cùng chơi mà làm ngay. Gan